Xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin phép quay cho cả nhà xem một con máy khoan hiệu Nichigen. Con này chiều cao 9 tấc, đầu kẹp 13 ly nha. Hiệu Nichigen. Rồi giờ em sẽ khoan thử cả nhà xem nha. Con này thì em đã làm điện một pha 220 rồi, về mình ghim điện vô là mình khoan thôi nha. Máy chạy rất là êm. Chị em ru cả nhà, không nghe gì luôn. Máy khoan con này thì được 3 tốc độ nha. Bàn tròn đây. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy khoan mẫu này thì liên hệ em nha cả nhà. Chỗ này là khoan rất là khỏe nha. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng liên hệ em nha cả nhà. Số điện thoại thì em để trên màn hình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.